Latin Tilt có thể coi là dòng laptop bền nhất của Dell, là đối trọng đối với cả những Lenovo ThinkPad hay là HP EliteBook. Ở đây là một dòng laptop doanh nhân khá là cao cấp. Tuy nhiên thì đối với cả một chiếc Dell Latitude với cái mức giá chỉ rẻ ngang bằng với cả một chiếc Inspiron thấp cơ hơn rất là nhiều như là chiếc Latitude 5400 mình đang có ở đây, thì liệu cái sự bền bỉ, cái sự tin tưởng nó có được đúng như cái tên Latitude hay không? Ngay bây giờ mình sẽ mời các bạn đi tìm hiểu chi tiết nhá. Trước tiên thì mình sẽ điểm qua một chút về cái mức giá của chiếc Latitude 5400. Tại sao cái mức giá của nó lại chỉ rẻ ngang với cả một chiếc Inspiron? Bởi vì là cho cái phiên bản Core i5-8265U, nghĩa là một con chip khá là đủ dùng rồi, thì cái mức giá khởi điểm của nó chỉ từ là hơn 17 triệu đồng mà thôi. Nghĩa là ngang bằng đối với cả chiếc Inspiron 5391 mà mình cũng mới có cơ hội review ở trên kênh. Đấy, thì để các bạn thấy được rằng là cái sự hấp dẫn của cái chiếc Latitude này như thế nào. Hơn 17 triệu chúng ta đã có một cái chiếc máy mà ở một cái dòng khá là cao cấp rồi. Tuy nhiên thì nếu như mà soi sâu vào cái mặt thiết kế thì có lẽ là các bạn sẽ thấy được đôi cái chút hụt hẫng. Bởi vì thứ nhất là chúng ta có một cái form thiết kế mà trông nó chả có cái gì nổi bật cả. Nhựa thì trông hơi bị xù xì. Rồi là cái form ở bên ngoài thì nó cũng không hề có một cái đường nét kiểu bóng bẩy so với cả những cái sản phẩm ở trong cùng cái phân khúc. Tuy nhiên thì bù lại, cái tính cơ động của Latitude 5400 cũng khá là cao. Chúng ta sẽ có một cái độ dày chưa đến 2cm và cái cân nặng của nó thì chỉ chưa đến 1,5kg. Đấy là những cái số đo mà mình nghĩ rằng là khá là chuẩn mực cho một chiếc Ultrabook, và các bạn có thể là dễ dàng mang cái chiếc máy này đi học đi làm mà không cảm thấy cái sự nặng nhọc. Và thêm một điểm nữa, đó là mặc dù sở hữu một cái màn hình 14 inch với cái form nếu như nhìn từ bên ngoài các bạn sẽ thấy rằng là khá là cũ kỹ, tuy nhiên thì viền hai bên đã được gọt mỏng, viền trên dưới thì cũng được gọt bớt đi tương đối rồi, vậy nên là cái kích thước nó sẽ không quá to như kiểu là cái bề ngoài các bạn nhìn vào đâu. Đây, và mình sẽ cầm lên cho các bạn xem cái mặt trước nhá. Đó, nói chung là rất là gọn nhẹ cho một cái chiếc máy ở trong cái phân khúc dưới 20 triệu đồng. Còn về chất lượng build thì sao? Liệu nó có được như cái tên Latitude của nó? Thì trước hết về mặt chất liệu đi, chúng ta sẽ có một cái chất liệu thân vỏ chỉ làm bằng nhựa mà thôi. Nó sẽ không có được cái sự cao cấp như là vỏ nhôm hay là vỏ kim loại. Tuy nhiên thì nhựa này là nhựa làm bằng hỗn hợp sợi carbon, khá là chắc chắn. Và ngoài ra thì Dell cũng đã gia cố ở rất nhiều vị trí rồi, từ khung bàn phím cho đến những cái vị trí góc máy. Và khi các bạn trực tiếp sờ chạm vào thì sẽ thấy được rằng là cái chiếc máy này nó có một cái chất lượng build rất là chắc chắn so với cả những sản phẩm cùng tầm tiền. Nếu mà so với cả những cái đối thủ của nó như kiểu là ThinkPad dòng T-Series mà mình đã đề cập tới khá là nhiều ấy, thì hầu như là sẽ không hề có một cái sự kiểu là khác biệt quá nhiều cũng như là chênh lệch quá nhiều đâu. Và mình nghĩ rằng là đây là một cái điểm rất là mạnh của Latitude 5400 khi mà cái mức giá của nó thì còn tốt hơn so với cả dòng ThinkPad T-Series. Và một cái điểm nữa để mà bảo chứng về cái độ bền này, đó là cái chiếc máy này thì đã vượt qua tới 17 bài test về độ bền quân đội MIL-STD-810G. Nói chung là càng vượt qua nhiều bài test ở trong cái chuẩn này thì nó sẽ càng bền. Và đây, Latitude 5400 nó có được cái điều đấy. Và cũng tương tự như đối thủ ThinkPad T-Series thì chúng ta sẽ có một cái phần bản lề bằng thép trên chiếc 5400. Và bản lề bằng thép này thì mặc dù là không thể mở được bằng một tay, tuy nhiên thì nó giữ máy một cách vô cùng chắc chắn. Kể cả các bạn có tác động một cái lực rất là mạnh lên phần bàn phím hay là gõ một cách kiểu thật sự như phá ấy, thì cái bàn phím nó sẽ rất là ít có cái hiện tượng bị rung lắc. Và đó là một điểm mình đánh giá cao về cái bản lề này, nó cho mình một cái độ tin tưởng để có thể là sử dụng cái chiếc máy này qua 5 năm hay là 7 năm. Về màn hình thì chúng ta sẽ có cái kích thước đó là 14 inch với độ phân giải là Full HD. Tuy nhiên khá đáng tiếc tấm nền chỉ là TN mà thôi. Mặc dù vậy thì tấm nền TN ở trên chiếc máy này nó vẫn mang đến cho mình một cái trải nghiệm khá là tốt. Độ sáng thì ở cái mức tương đối và nó không bị hạn chế nhiều về cái mặt góc nhìn. Và thêm vào nữa thì Dell cũng đã phủ thêm một cái lớp chống chói để các bạn có thể là làm việc ở trên nhiều môi trường khác nhau. Nói chung là nếu như các bạn tập trung vào công việc ấy, thì sẽ thấy rằng là cái màn hình này thì nó khá là dễ chịu khi mà làm việc lâu. Về mặt hiệu năng thì phiên bản mình đang có ở đây sở hữu con chip Core i5-8365U. Cái đặc điểm của chiếc máy này đó là nó thường đẩy cái hiệu năng của con chip lên cái mức tối đa. Nghĩa là chúng ta sẽ sớm đạt được cái mức hiệu năng tối đa khi mà sử dụng những cái tác vụ nặng. Và thực tế trải nghiệm thì khi mà sử dụng những cái tác vụ văn phòng trong cái thời gian lâu thì hầu như là mình không hề cảm thấy máy bị nóng lên hay là cái quạt nó chạy quá ồn. Tuy nhiên thì khi các bạn xử lý những cái tác vụ nặng hơn như là mở Photoshop có nhiều layer hay là các bạn chơi những cái game nhẹ như kiểu là Liên Minh Huyền Thoại ấy, thì sẽ cảm thấy rằng là cái chiếc máy này ngay lập tức nó sẽ có hiện tượng hơi ấm lên cũng như là quạt nó sẽ phát ra một cái tiếng ồn đủ để chúng ta có thể là cảm nhận được. Bù lại thì trong suốt quá trình mình sử dụng thì mình thấy rằng là cái chiếc máy này giữ cái hiệu năng ở cái mức khá là ổn định hơn so với cả nhiều những cái chiếc máy mà sở hữu chip U ở trong cùng cái phân khúc này. Về mặt bàn phím thì chúng ta sẽ không có một cái layout rộng rãi như kiểu như những cái chiếc
keypad. Tuy nhiên đổi lại thì cái phím ở trên cái phiên bản mới này đã được làm cong hơn, mịn hơn, tạo cảm giác ôm tay hơn và giảm thiểu tối đa cái việc gõ chật phím. Và hành trình phím thì cũng sâu, bấm đầm tay và thậm chí là nó còn sâu hơn so với các thế hệ trước đây. À, cá nhân mình cảm nhận rằng là cái việc làm văn phòng ở trên cái bàn phím như thế này thì nó cũng rất là đã. Ngoài ra thì cái touchpad ở trên chiếc máy này thì mặc dù là được phủ nhám nhẹ, tuy nhiên thì nó vẫn cho một khả năng tracking cực kỳ là tốt. Hai phím bấm chuột trái phải ở bên dưới thì khá là mềm và nó rất là tiện lợi. Chiếu nghỉ tay cũng là một cái điểm mình muốn nói tới, khi mà các bạn sẽ có một cái diện tích rất là rộng rãi để mà để tay. Và cái phần chiếu nghỉ tay này thì với cái chất liệu nhựa sần nhám nhám một chút nhá, thì khi các bạn để lâu ấy mà có ra mồ hôi thì cũng sẽ cảm thấy không quá khó chịu. Nói chung là về cái trải nghiệm làm việc ở trên chiếc máy này thì rất là tuyệt. Nó như kiểu là một cái chiếc ThinkPad nhưng mà được sản xuất bởi Dell vậy. Đi sang phần cổng kết nối thì đối với cả một chiếc laptop doanh nhân thì thế này thì nó cũng có cực kỳ là đầy đủ. Chúng ta sẽ có cổng USB Type-C, có tận 3 cổng USB Type-A và một khe cắm thẻ nhớ microSD. Mình thấy rằng là cái khe cắm thẻ nhớ này thì khá là vô dụng này, mình thì hay dùng thẻ SD hơn. Tuy nhiên thì tùy với cả nhu cầu của mỗi người thôi. Và thêm vào nữa thì trải dài những cái option thì chúng ta cũng sẽ có lựa chọn là cổng Thunderbolt 3. Nói chung là tùy theo cái mức giá tiền thôi. Và chi tiết thì thế nào thì các bạn có thể là truy cập tại đường link mình để ở dưới phần mô tả nhá. Về phần thời lượng pin thì có lẽ là mình sẽ hẹn các bạn ở trong một cái video đánh giá chi tiết chiếc máy này. Tuy nhiên thì với viên pin 42Wh và trên một cái chiếc máy doanh nhân như thế này thì hứa hẹn rằng là nó sẽ cho ra một cái thời lượng pin cực kỳ là ấn tượng. Vừa rồi thì các bạn thấy mình khen khá là nhiều rồi đúng không? Tuy nhiên thì chiếc máy này cũng có khá là nhiều điểm để chê đấy. Nói chung là nó thiếu tương đối nhiều thứ mà mình nghĩ rằng là cần thiết cho một chiếc máy ở trong phân khúc này. Nhưng mà đổi lại thì mình xin lưu ý trước là chúng ta sẽ có một cái chất lượng build rất là khủng nhá. Và bây giờ thì các bạn đã sẵn sàng để mình nêu ra những cái điểm yếu của chiếc máy này chưa? Thứ nhất là các bạn sẽ không có webcam. Đây, các bạn nhìn toàn bộ cái phần viền trên này hơi dày một chút, thế nhưng mà không hề có webcam. Tất nhiên là đây chỉ là option thôi, và nếu như các bạn bỏ thêm tiền để mua những cái phiên bản cao cấp hơn thì nó sẽ có webcam. Nhưng ở trong đồng giá trên 17 triệu chúng ta sẽ chưa có webcam. Và đi kèm với đó thì cái phần bàn phím cũng chưa hề có đèn nền. Đấy, trên option cao hơn thì vẫn có các bạn nhá. Và trên cái phiên bản 17 triệu hơn này thì nó cũng không hề có cảm biến vân tay. Không hề có một cái checkpoint như là những cái phiên bản cao cấp hơn, và cũng không hề có Thunderbolt. Đấy là những cái điểm mà mình cảm thấy rằng là khá là thiếu thốn. Tuy nhiên thì đổi lại chúng ta vẫn sẽ có một cái thiết kế y như những cái phiên bản đắt tiền hơn, một cái chất lượng build y như thế, và một cái khả năng xử lý hiệu năng nó cũng y như thế. Sự lựa chọn thì nó nằm ở các bạn. Vậy thì các bạn nghĩ sao về Latitude 5400? Liệu rằng các bạn có chấp nhận những cái thiếu thốn của mẫu máy này, hay các bạn sẽ chọn những cái chiếc Inspiron rất là nhiều tính năng ở trong tầm giá này? Hãy comment bên dưới và chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra cái câu trả lời đúng nhất nhá. Còn bây giờ thì video có lẽ cũng xin được kết thúc tại đây. Nếu như các bạn quan tâm sâu hơn về những cái option, về chi tiết chiếc Dell Latitude 5400 này thì có thể là tham khảo cái đường link dẫn tới ThinkPro mình để ở dưới phần mô tả. Và cũng đừng quên để lại một like, một subscribe cũng như là ấn nút chuông để có thể là theo dõi những cái video đánh giá laptop mới nhất ở trên kênh ThinkPro. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.